Tình nào rộng bằng tình đạo Phật, đức nào cao bằng đức từ bi. Nếu người đời chịu hành y, thế gian đâu đến đổi gì bi quan. Tình đạo Phật cứu an thiên hà, đức từ bi giải tỏa hồng trần, làm cho định quốc an dân, làm cho những loại không hờn ghét nhau. Tình đạo Phật lúc nào cũng ấm, suốt cổ kim đã bám chất lành. Một đường tế độ chúng sanh, cảnh đời có